Chào quý bà con, đến trận đấu giao hữu giữa Manchester United và Liverpool sau tiếng còi khai cuộc 12 phút từ pha phát bóng nhẹ khâu của cầu thủ Liverpool, cầu thủ số 25 Sancho của Manchester United chặn được bóng và sút tung lưới Liverpool 1-0 cho Manchester United. Đến phút 30 của trận đấu, sau khi phối hợp trước vòng cấm Liverpool, bóng được phát ra đến chân cầu thủ số 7 của Manchester United, Fred bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn bay vào lưới Liverpool 2-0 cho Manchester United. Không lâu sau, đến phút 33 của trận đấu, xuất phát từ pha mất bóng của cầu thủ Liverpool từ cánh trái, cầu thủ số 9 Manchester United Matia cướp và rơi dọc bóng đến vòng cấm và sút bóng kỹ thuật vào lưới Liverpool 3-0 cho Manchester United. Chưa dừng lại, đến phút 76 của trận đấu, Manchester United phản công nhanh, bóng đến chân của Bellit và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 4-0 cho Manchester United và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận cầu giao hữu giữa Manchester United và Liverpool trên đất Thái Lan. Đây có thể coi là trận thắng đậm đà và đầu tay của Manchester United dưới thời huấn luyện viên Ten Hag trước Liverpool và hy vọng mùa giải mới Manchester United là một thế lực đáng gờm ở ngoài hàng Anh.